Một chặng dừng bắt buộc trước tượng đài 70 người dân quân đầu tiên mà vua Gia Long đã phái đi Hoàng Sa để khai thác quần đảo này. Vẽ bản đồ, cắm cọc tiêu bằng gỗ, trên đó khẳng định chủ quyền của triều đình An Nam trước bất cứ một quốc gia nào khác. Đó là vào năm 1815. Chủ quyền của Việt Nam Hoàng Sa đã được khẳng định là trước trước Gia Long nữa cả. À, tức là thời Trung Nguyễn, Gia Long là nhà Nguyễn. Đồng thời là sau mà Pháp Đô Hộ đó, người Pháp xong Đô Hộ cách đây trên trăm năm rồi, thì người Pháp người ta đã lập căn cứ quân sự hoặc là đặt thái đăng ở tại Hoàng Sa. Người dân Lý Sơn là gắn bó Hoàng Sa từ cổ kim rồi mà. Cái việc mà đánh bắt xa bờ thì cái điều tất yếu là nhân dân Lý Sơn đã gắn bó Hoàng Sa đã từ xưa đến nay. Bắt năm 74 Trung Quốc ngẫu nhiên tới chiếm, nó chiếm đông. Thế là từ chỗ đó nó gây khó khăn, thành người dân Lý Sơn rất thất bại vấn đề mà đánh bắt. Nhưng mà vẫn cứ đi. Vẫn cứ đi. Bắt thì bắt mà vẫn cứ đi. Bởi vì Hoàng Sa nó thuộc về hải phận của Việt Nam mà, chủ quyền của lãnh thổ. Nó thêm lục địa của Việt Nam không thể nào cải chấu được. Không ai cải chấu được. Nhưng mà bây giờ thì gặp khó khăn về kinh tế hả? Gặp khó khăn kinh tế là bởi vì cái nguồn lợi thủy sản của Hoàng Sa nó là cực kỳ là to lớn. Sống còn phong phú là nhờ Hoàng Sa. Nhưng mà giờ này Hoàng Sa nó bị Trung Quốc chiếm đóng rồi thì thành tự cái vấn đề mà khai thác hải sản nó bị gò bó. Dân Lý Sơn coi như rất là khó khăn. Văn hóa của Lý Sơn thì có thể nói có một buổi lễ tên là lễ khao lễ thế đến Hoàng Sa. Thì ông có thể nói về mặt văn hóa của nhân dân Lý Sơn ấy, thì sau khi mà cái triều đại Nguyễn ấy, mà vô lại cái quyền quản lý Hoàng Sa cho giặc Pháp rồi, cho quân đội Pháp rồi ấy. Thế thì trong cái thời mà triều đình nhà Nguyễn ấy, thì coi như ra đi là cũng như ở đây thường thường còn lại những cái câu qua vô ra đi Hoàng Sa đi có việc không mà. Ra đi thì có nhưng mà về không, bởi ra đi trong cái thuyền nhỏ thuyền câu chỉ cấp là 6 thân lương thực, chiếc chiêu, ba sự may, bán nghiệp tre và một cái thẻ ghi danh. Đó. Cứ đi miền biệt rồi coi như ra đó mà một mắt một còn. Thế tháng 3 đi, tháng 8 về. Thành thử cái vấn đề chết chóc đó, thì coi như là không thể kể hết. Không thể kể hết. Từ chỗ đó có cái họ tộc mà có người thân đã hy sinh đó, thì hàng năm người ta làm cái lễ khô lề, thấy lính Hoàng Sa. Tức là người ta thấy là mục đích là để mà triệu vớt cái hương hồn để trở về nguyên quán. Này vì bị tổ tiên với mục đích chứ là để tưởng niệm cái hương hồn những người đã khuất đã hy sinh để bảo vệ dân trong tổ quốc. Chúng tôi đến thăm ông Phạm Thoại Tuyền, hậu duệ của họ Phạm, một trong 7 gia đình đầu tiên từ đại lục đến đây để lập nên làng An Vĩnh. Là truyền nhân của vị quan quân đầu tiên của đội hùng binh Hoàng Sa, ông đã biến nhà mình thành một bảo tàng viện thật sự, nơi ông gìn giữ như những thánh tích hơn 1.000 cổ vật, đồ sành sứ, bình lọ bằng sứ, vật phẩm văn hóa, chén dĩa cổ, tiền xu, tượng châm, ấn triện chính thức, một số lượng đáng nể, những chiếu chỉ bằng chữ Nho và chữ Nôm. Trong số những tài liệu độc nhất vô nhị này, một sắc chỉ của vua Gia Long ca ngợi những người đi Hoàng Sa. Ông Tuyền giới thiệu với chúng tôi bàn thờ của tổ tiên họ Phạm của ông, những người đã có tên đặt cho 2 đảo trên quần đảo Hoàng Sa là đảo Hữu Nhật và đảo Quang Ảnh. Hàng chữ vàng trên nền đỏ có nghĩa là vị tổ khai sáng dòng họ Phạm. Hướng ra biển, trên mảnh ruộng bậc thang trồng bắp được tưới nước hàng ngày là ngôi mộ gió của Phạm Hữu Nhật.
nỗi đau từ quá khứ xa xăm không ngớt được gợi lại từ nỗi đau hiện tại. Có giờ bố đi hoạt động giấc mơ chân dịch ở Hoàng Sa bị mất tích. Ở Hoàng Sa ở vùng nào? Ở Bông Ba. Trước đó thì bố bị Trung Quốc bắt mấy lần? Dạ, Trung Quốc bắt một lần. Rồi xa là ông đi với ông là bị Trung Quốc bắt 2010. Còn lần này là đi ra giấc chân dịch hầu thống chọt mấy kỳ. Coi như mất tích luôn, không biết lý do gì. Bởi vì thì chính là bố mà nuôi cháu ạ? Dạ, bố làm gì nuôi cháu. Mà bây giờ bố mất thì cháu phải khổ thôi. Ông là một người vui tính và có năng lực. Làm cái gì cũng đâu ra đó. Không có bao giờ để có góc phải. Nhưng mà chuyến đi này là mất tích là không biết lý do gì. Chứ còn nếu mà nói về cái kinh nghiệm và coi như năng lực của ông á, thì bố gió là ông đã có nhiều lần rồi, nhưng mà ông cũng vượt qua hết. Nhưng mà đối với cái gió mà gấp 9, gấp 10 này thì đối với ông là không có gì. Bố 12 ông còn qua được 5-3 lần mà. Đối với cái gió Đông Bắc mà gấp 9, gấp 10 là bình thường. Bố lúc đó là bao nhiêu tuổi? Bố lúc đó là coi như 63 tuổi. Quần áo của đứa con trai mất tích vẫn còn treo đó chờ ngày về của cậu. Tấm hình duy nhất còn lại của con trai họ. Con là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ, thằng đó bữa đó nó đi là 19 tuổi. 19 tuổi à? Dạ, năm nay bước vô là 20. Ra biển. Dạ. Vì lý do nào? Là nó có nói là hay ba không đi thì con lên con đang ký con đi rồi dựng tăng, chứ bây giờ ở nhà cũng cực thì thôi đói khuất hay thuốc này ba với má còn đi làm mướn thì còn nuôi bọn con được, con hãy hết đi làm mướn hay tháng 9, tháng 10 thì biểu bọn con đi mượn gỗ, biết không có gỗ ăn để bọn con để con đi ra ngoài. Thì bây giờ nó đi dạ thì tự ngà nó để biết nà mất tích luôn bọn con. Lúc mà ngày con biết bố mất thì cũng là ngày con đau và rất là xót xa. Thì con vẫn không tin được là mình mất bố. Và hiện nay thì con rất nhớ và rất nhớ bố con. Và con rất muốn là bố con trở về. Nhưng con biết đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Vì sự thật là bố con đã mất tại nơi Hoàng Sa. Và hiện giờ thì trong những giấc mơ thì con luôn mong là bố sẽ trở về để con quên đi nỗi đau mất bố. Nhưng thật ra thì suốt từ ngày hôm bố mất thì con vẫn mãi không được nhìn bố. Bởi vì con cách 3 tháng mà thì những người khác thì tuy cũng mất người thân, nhưng họ trước khi mất thì họ còn nhìn lần cuối. Còn riêng con thì con không được nhìn lần cuối. Còn khi đi chôn cất ba thì chỉ chôn cất được hình tượng của hình nhân mà thôi. Còn ba thì con vẫn không thấy, chính vì thế con rất là nhớ ba. Con cứ tưởng con với chồng. Chồng con sống mà giờ không có nữa, giờ không biết ơn mình là mình nuôi con. Ở nhà chỉ có mình ảnh là anh làm nuôi ba mẹ con, chứ con thì không bệnh đau để tròn là không có được á. Dạ hơi đứa con, đứa năm nay 14 tuổi, còn con bé này 4 tuổi. Sao anh em? Sao anh em? Mất tích hả? Mất tích. Mà thay lâu quá. Thay lâu quá. Thì đang chờ bao lâu? Chờ mấy tháng?
mà mẫu thuẫn chồng em là mẫu thuẫn là dâu. Cái thấy leo quá cái ái đông còn à còn không thấy chồng gì hết, nhà em khổ cực lắm. Khổ cực lắm. Dạ, qua nó cháy rồi cái nhà lùm rồi ba đứa con. Mình lên mình xuống biết không? Có nghĩa là không đủ tiền. Dạ, không đủ tiền hết chưa? Không đủ tiền ấy. Nhà bây giờ chưa có đó, sập lên sập xuống rồi. Dạ. Lên sập hả? Dạ. Nhà thì phải sửa hả? Dạ, mà không có tiền sửa luôn. Dạ. Bất chấp sự tăng tốc có mặt thường trực, cộng đồng này bám chặt vào cuộc sống. Nếu đánh cá là công việc của đàn ông, phụ nữ lại đóng góp phần lớn vào kinh tế phụ là làm nông. Đảo Lý Sơn là một khu vườn lớn được chăm sóc kỹ lưỡng. Những bờ tường nhỏ đá ong màu nâu, tương phản với màu trắng của cát được chở tới đây để trồng tỏi, sản vật bán khắp trong nước. Lý Sơn tự hào là vương quốc của tỏi, nhưng những thửa ruộng bậc thang trên sườn đồi cũng được trồng hành, đậu xanh, đậu đen, bắp. Mỗi mảnh đất dù nhỏ, thậm chí cát trên bờ biển cũng đều được sử dụng. Lý Sơn còn là hòn đảo của những giếng nước, một số giếng cổ hàng trăm năm được xây thành vuông dứt theo kiểu chăm. Một số giếng cung cấp nước ngọt ở nơi chỉ cách bờ biển vài mét. Khắp nơi, dưới ánh nắng tháng năm gay gắt, những cánh đồng phập phồng theo nhịp điệu ồn ả của những chiếc máy bơm cũ kỹ. Sau khi nhổ, hành củ được bó thành từng bó và xuất vào đất liền. Nghề lặn biển nước sâu, đặc biệt là vào ban đêm, là một phần trong nếp văn hóa ngàn đời của những ngư dân này. Chồng bà Cúc, dù mới đây bị hải quân Trung Quốc bắt giữ, vẫn tiếp tục ra Hoàng Sa. Trong khi chờ chồng về và để tạo thêm chút thu nhập cho gia đình, bà Cúc đã nghĩ ra một quy trình độc đáo để làm đèn lặn mà bà bán cho các thợ lặn. Bà được con gái giúp tay. Thêm một chút xi măng để hàn kín và để đèn thêm nặng. Đèn được đóng kín mít bằng một lớp nhựa đường dày.